cùng người Egypt đổ máu. Kinh tám vô tường quan kinh tám hay quá 1-3 à quên 2-1 xin lỗi chết lại đọc nhầm 1-3 Ở chung kết đầu tiên cho Seang Kata Hitfo Kata. Bên mình là Kata Seang Perik. Kata Kata cần với Kata Gik. Seang Per thì cần Hitfo. Và quần cân thôi, không đẹp hơn đâu. Hoàng Mai Nhi là người cầm Gik, lắm Gik thế nhỉ. Bách nãy giờ toàn Gik với Min thôi. Per Mark Min Gik, giờ lại Gik tiếp. Quýt lại Kata, ôi tôi chết tôi rồi ông Quýt. Bách lại bảo lại gần đích lại quả đôi. Vâng, vãi quả đôi đến từ vòng. Đây mới gọi là quả đôi xịn đây này. Những map hơi dị đi nhá. Nhất là người cầm pơ. Và cuối cùng xi măng là người cầm xeng. No 1 là người cầm Kata. Không được khóc là người cầm phô. Exciter là người cầm hit. Và cuối cùng vô thường game thủ Viettel là người cầm Kata. Bên kia có phổ hit khóc cầm với lại Exciter cầm thôi. Vâng, bài Grick khỏe anh các hàng mà nhỉ. Bài đủ đồ luôn rồi, không phải đi dò những gỗ đầu lại hơi xa lại bắt taxi. Vâng, bài gỗ đầu lại bắt taxi. Văn Nhất nè. Văn Nhất là người cầm bơ. Ôi trời đấy, quay màn hình sang có đôi voi luôn. Xi măng người cầm xeng. Hôm nay live stream mừng cả quần đẹp thế nhỉ. Toàn thấy xeng Egypt với các kiểu con hà điểu. Tới trận xeng thứ hai của Xi măng rồi. Và cuối cùng Quýt là người cầm Kata. Chắc thằng này thì vẫn lên được đời thôi. Mặc định cầm Kata. Trận giết chém cho ông vô thường. Cầm Pan, Kim Tam. Ô mày không chết. Ô bài mắc binh này. Ô cả được đấy, được đấy. Bài cả mừng. Map đẹp nhá. Vâng, có những cái map đẹp cả bốn nhà. Còn có những cái map thì nó vâng như lều cả bốn nhà. Quýt bài Mark của Mark. Đồ vòi mày hiểu quả phụ thế này còn mình thường cái gì. Cứ phải mắc của mắc đi, tự tin lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bạch bảo vệ trong cái góc 3 giờ bao nhiêu đồ ăn kìa. Thôi xem trận này xem không biết vơ bắn nhất ngồi yên đấy nhỉ. Ngồi yên nhưng em âm thầm kích đời ở 6 phút 45. Đấy. Em ngồi yên nhưng mà em không nói gì nhưng mà em kích 6 45, ba ông lắm mồm thì mà toàn ông chưa kích đời. hôm nay nhất thi đấu tốt, hôm nay thì đấu lợi mạnh. Nhất có tương lai giống Gunny đấy, cái mặt hẳn lên cái chữ chém khắc luôn trên trán luôn. Chỉ mang cầm xe thì không phải nói nhiều trong canh. Rồi xem Văn Nhất này. Ép sớm tí lên thôi các bạn. Những cái bài lên sớm này thực sự đánh nó tâm lý lắm. Vâng đúng rồi anh ơi, chuẩn rồi, chuẩn anh Hà Hoàng nhé. Vâng 600 anh em, vâng 600 anh em theo dõi cái đấu này rồi. Anh em cố gắng đẩy con số lên 1000 cho xi măng được không nhỉ? Anh em cố gắng đẩy con số lên 1000 dành cho game thủ xi măng. À, anh em hãy dành một like, một chia sẻ cho game thủ xi măng nào. Rồi Nhất đang chảy giò lên nhà 4 rồi, vô thường. Cà tha. Có khi giờ đang đóng nhà điều kiện cơ. Giò có công. Xiên khéo khéo hai con dân. Đừng cái giáp lên, 500 thịt. Rồi, đừng cầm giáp đầy đủ rồi. Cà tha vô thường đầu cánh này của Nhất rồi nhá. Báo về là nô một bên kia trong cánh, bên này treo cánh sang bên kia. Thế thì bên kia là phố hit. Ô ô. Không có giò, không ăn được nhiều. Tuần này không ăn được nhiều vô thường đâu. Có lẽ là tích lạc đà và kiểu gì vô thường cũng thủ phù. Tặng L2 cho Nhất. Những tuần lạc đà tiếp theo sẽ chảy vào nhà chờ dâng chéo. Những tuần lạc đà tiếp theo sẽ chảy về cái thằng dâng chéo đó, thằng Katha còn lại. Bồ thường đứng trò thủ toàn tập. Thế thì xi măng cứ đẩy tê đi anh ơi. À thôi thì trong cánh đứng tê thủ ở nhà đấy xa lắm. 6 giờ lên 9 giờ cơ. Cà thà có thấy khung nhà. Được ăn tiếp một đôi gòi phải hiệu này. Đi chăn thằng vào trong, chăn thằng dâng chéo đi. Chăn thằng mùa 5 kìa. À thằng quên. Thằng mùa 1 kìa. Vâng, cà thà này khung nhà. Đặc đá em thả vào cái gì em ơi? Chúng ta ken này không nhỉ? Nhất chưa chém được gì nhiều nữa, trong được con nó có 2-3 dân đi đấy. Chưa chém được gì nhiều đâu. Xin con giò mới mà đi tìm ra đàn hoàng của 4 siêu khung nhá. Xin bằng đẩy lên thằng 4 thằng khung đi, siêu khung đấy. Đợi đi với xi măng tận đầu là bắn chết cả hai lần Katha bên này luôn. Quý tham lại 27/48. Hoàng Mai Nhi tham 32. Chơi vào nhà Hitty. Xi măng 44. Đi thẳng đi theo lạc đà bắn mấy vàng thằng 1 trước. Rồi đi thẳng lên con lạc đà em chỉ cho. Bắn thằng dâng chéo trước. Rồi bắn mang ơi, bắn đi, rồi. Chạy rồi, kệ đi, bắn máy gỗ tiếp. Bắn máy gỗ rồi, chuẩn rồi. Rồi, chơi thằng, rồi. Vẩy ê, giày hơi xịt. Rồi, chạy thằng bắn thằng 4 luôn là đẹp, giải quyết cánh bên này. Chạy luôn bắn thằng sao, có cánh bên kia có cần phải chéo ra không nhỉ? Đen lờ nó chưa không? Vàng mini timeline 36.
Vâng, lọt nhà MOBA. Không lọt. Đây là lọt, lọt, vẫn lọt, vẫn lọt. Không được. Vâng, tiếp tục đục mặt trên. Vâng, chém rất tay đến từ Hoàng Mai Nhi. Cam Quýt tham lai 26. Xi Măng và Văn Nhất rồi, lọt vào nhà 14 rồi. Cánh bên này sẽ giải quyết. Xi Măng vẫn phát triển ở nhà ra. Tí gom quân, gom quân chơi nhà 12. Chú ý bắn cái, chú ý bắn lạc đà đi. Rồi rồi, cứ chậm chậm thôi, Xi Măng ở ra Mắc Minh. Cứ chậm chậm thôi, Bạch Grick đang chém bay nhà phù. Hay quá Bạch ơi. Grick dâng lờ chém bay nhà phù Desian rồi. Nhất vẫn đang khỏe nguyên. MOBA bùng toán loạn dành cho game thủ không được khóc. Không được khóc tiếng Anh là Don't Cry. Vâng, trận này anh có cry, cryết là gì hay không đây? Quý tham lai 25. Quý trận này chưa kin được nhiều. Xi Măng tham lai 70, nở tham là khá Mắc Minh. Phút 20 tham lai 70, 80 là Mắc Minh của Seng rồi. Lại còn đi đánh nhau nữa. Vâng, Xi Măng bắn sang nhà MOBA luôn. Ờ đi đi sâu 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 vào sâu vào đi sâu chém bách bách. Ba bay nhà thằng hai yếu với khỏe đấy. Nhất quản ở cánh bên mình, tự quản ở cánh bên mình không em? Rồi Nhất quản hai cánh, Nhất 35. Được, anh em phải lưu ý những bài pơ nhá. Những bài pơ lên sớm không chém được nhiều nhưng quan trọng là giữ được cánh. Đấy như tập này Nhất lên sớm không chém được nhiều nhưng vẫn vâng phối hợp cùng với quân của Xi Măng. Kin chết cả hai nhà cánh bên này. Chứ không nhất thiết là lên lời cứ phải lên sớm. Vâng, tiếp tục quản cả hai nhà bên này dành cho Văn Nhất. Cục lạc đà của Nhất. Chém 4, thiếu cái chém 4 nữa thì mới Mắc Minh được. À chém 4 rồi, ui giời ơi. Kinh quá nhỉ. Quý 21. Hoàng Mai Nhi 34 cả cục chém đi cùng với Xi Măng. Thôi đánh cái nhà lên 4 này đánh ốp gì thì phải báo anh em biết. Ờ thì ốp đi, thằng hit đi mà bây giờ ốp. Thằng hit có 37 dân, công nghệ vô sinh, đốt hết A thằng 3 đi. Thế trận này thế trận thắng rồi. Vì thầy mơ bò được 4 đi. Ở đâu đó thì đốt hết đi. Đốt hết nhà đi đấy. Ù vù vù kìa. Vâng, đèn hết nhà L đi. Vâng, đầu 1 game thủ vô đầu 1. Xi Măng vâng chưa lên bản đồ. Vâng, như vậy là 700 người xem rồi. Còn 300 nữa thôi anh em cố gắng đẩy lên 1000 người xem cho Xi Măng được không nhỉ? Cố gắng ngày đầu ra mắt 1000 người xem đi. Tham lai đang đè 70-40 dành cho các game thủ bên phía team Hà Nam. Rất hay. 1 phút nữa kích. Vâng, đi sai cho vô thưởng rồi. Tham đè 74 bên bạn không đánh được và tỷ số là 3-1 trận đấu đầu tiên. Tuyệt vời.